học ra được thì nó 10 phút. Tức là nó có khả năng học được, cũng có thể là nó không học được 45 phút. Tại vì nói là nấm tự nhiên nên thông thường là nó sẽ phát tán những cái tế bào của nó, cái phần bào tử của nấm nó tự phát tán và nó tự sản sinh ra trong môi trường tự nhiên thôi. Khi mình là nuôi sống nó sẽ khá khó. Đó nó là nấm độc ạ. Nên với nấm ấy thì chúng ta nên cẩn thận nó, bởi vì cái lượng nấm độc nó rất nhiều. Thì là vô gần ăn gì ăn đừng ăn nấm. Nhà mình có biết cái cây này không ạ? Cây hương thảo không? Dạ đúng rồi. Hương thảo. Hương thảo. Dạ. Chuyên làm món nướng. Dạ, chuyên làm món nướng thì hoặc là dùng để nuôi trồng xua đuổi con trùng vừa nhãn. À. Đây là nguyên liệu để tạo ra một giá thể trồng nấm ạ. Ở đây thì chị Hoa chọn ra 3 nguyên liệu để kết hợp lại và tạo ra một giá thể trồng nấm. Chị Hoa là người đã sáng lập ra làng nấm Đà Lạt này và là người có công rất là lớn khi mà đưa về đây cái cách trồng nấm, tạo ra nguyên liệu, giá thể của nó khoai mục giống như ở trong rừng và dinh dưỡng cho nó cũng đạt độ khoai mục giống như ở trong rừng luôn. Ở đây chị Hoa có kết hợp 3 cái loại nguyên liệu. Thứ nhất đó là bạn mía. Này là mùn cưa gỗ cao su ạ. Còn cái này là bông ngòn ạ. Chị Hoa sẽ sử dụng 3 nguyên liệu này trộn đủ lại với nhau và trong quá trình trộn đủ thì mình sẽ cho nước vào đây. Và đây nữa ạ. Xạ khuẩn đấy thì mình nhập từ bên Nhật về. Nó là kết quả nghiên cứu bên Nhật Bản thôi. Và xạ khuẩn có tác dụng là phân giải xanh lơ, phân giải lân và nó có tính ngạc. Nó loại lọc kết hợp cái loại là nó bất lợi cho cái nấm của mình, nó chỉ dùng 2 hộp rồi. Thì dinh dưỡng trong này nó sẽ tự sản sinh ra từ 3 cái nguyên liệu này. Và mình sẽ không cần phải cấp cái thức dưỡng mà chỉ cần dinh dưỡng này. Và lượng dinh dưỡng này thì nó sẽ đạt độ đến những loại dinh dưỡng mà có trong nấm sinh gỗ hay là vùng tàn nó cây cùng với các nông năng của chúng ta 5 hộp đường ạ. Và nhưng dạ, mình sẽ chia thành cái túi như này để công nghệ này thì nó là một cái công nghệ theo cơ chế sau cơ chế nguyên nhân hoàn toàn là nó cũng gần như là một loại công nghệ mới, nó là một loại công nghệ mới là hiện bây giờ ở trên thế giới thì mọi người tỷ lệ thì thông thường nó sẽ tùy theo từng loại anh ạ. Ví dụ như có loại thì nó thích ăn cái mùn cưa nhiều hơn, có loại thì thích bạn mía ạ, còn có loại thì nó thích cái bông ngọc. Ví dụ như là cây hồng chi, hầu thủ hay là nấm hương Nam Giang thì nó sẽ thích ăn mùn cưa gỗ cao su nhiều hơn. Tại vì những cây đấy thực chất khi nó là một loại nấm ngoại sinh và nó thích ăn trên thân gỗ, nó hay mọc trên thân gỗ thì mình sẽ sử dụng cái này nhiều hơn. Còn những loại mà nó thích mọc trên rơm, trên rạ thì chúng ta sẽ sử dụng bạn mía hoặc là bông gòn như thế này. Nên là chúng ta sẽ tùy theo từng đặc điểm của mỗi loại mà chúng ta sẽ có sự kết hợp trộn đủ nguyên liệu khác nhau ạ. Mùn cưa này là có phải tùy thuộc vào loại cây không hay là gỗ cây nào su cũng được? Thực ra là cây nào cũng được anh ạ. Nhưng mà như thế này, ở đây thì chị Hoa muốn tận dụng những cái gì có sẵn ở trong thị trường Việt Nam của mình. Ví dụ như, bởi vì đây đều là những phân phụ, những nguồn công nghiệp khác nhau, thì chị Hoa muốn tận dụng lại. Thay vì người ta đi phá rừng hay là đi chặt cái này cái kia để người ta sử dụng cái mùn cưa đấy để người ta tạo ra giá trị trồng nấm, thì chị Hoa tận dụng lại cái nguồn nguyên liệu có sẵn từ đến từ công nghiệp cao su. Ít mủ thì người ta sẽ chặt bỏ đi. Thì thay vì người ta chặt đi, người ta đốt hoặc là người ta bỏ đấy thì mình sẽ gom lại. Mình sẽ thu mua và mình gom lại cái phần thanh củ đấy và chúng ta sẽ xía là làm bánh mía đường, hình như bỏ ra thì làm sao? Dạ đúng rồi chị, người ta sẽ ép phần nước trong thôi. Còn ở đây vải sợi á thì cái nghề vải sợi, công nghiệp vải sợi nước mình phát triển rất là tốt. Nhà máy vải sợi thì ở diện tích trồng bông thì ở nước mình không có nhiều, nhưng mà ngành vải sợi bên mình phát triển rất là nhiều, rất là tốt. Cho nên là cái này thì thường nhà máy vải sợi người ta sẽ mua những trái bông ở bên cánh đồng bên Mỹ hoặc ở châu Phi ấy, thì thường là khi mà mua trái bông về nhà máy vải sợi người ta sẽ rút cái phần ở trong của trái bông thôi, những cái phần như là người ta không lấy được, nó dính đai dính cuống hay là nó kèm vỏ và kèm hạt như thế này ấy,
thì người ta không dùng được, mình sẽ thu gom lại thay vì người ta đốt hay là người ta bỏ ra ngoài cho nó tung bay. Hoặc nếu mà đốt đó, thì nó sẽ ô nhiễm môi trường, gây ra ô nhiễm môi trường. Hoặc là nếu như trong trường hợp mà để bỏ ra ngoài, chứ vứt ra ngoài thì mất khoảng tầm 5 năm, 10 năm thì tự thân nó mới phai mục được. Cho nên là mình sẽ tận dụng những cái phần có sẵn ở trong nước mình thì mình gom lại, rồi mình giải quyết một phần vấn đề cho môi trường. Và nó sẽ biến thành những cái thức ăn rất là ngon để nuôi trồng cái đống của mình. Giống thì chị Hoa sẽ nhận từ ba nguồn. Thứ nhất đó là viện nghiên cứu ở nước ngoài, chủ yếu thì chị Hoa sử dụng giống của Nhật Bản ạ. Còn một loại giống thì chị Hoa sử dụng giống từ viện nghiên cứu ở trong nước, thêm một vài giống bản địa nữa. Đây là giống của châu Âu, các bạn màu đây là màu hồng này, đây là bạn hồng ngọc của nó ấy, nó cong lên như này. Còn nấm hương của Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản thì thường nó không có cong, và khi mà nó mọc lên thì thường cái tai nấm của nó sẽ bằng bằng bề bề dần dần. Đấy là cách mà chúng ta nhận diện và chúng ta phân biệt các dòng giống nấm hương. Bạn này thì được đánh giá là một loại nấm mà cái mùi vị, hương vị của bạn ấy tự nhiên, ngon, béo và ngọt hơn những loại nấm khác. Hoạt chất chống ung thư của bạn này cũng cực kỳ cao. Mình có một loại nấm dược liệu, đây là nấm dược liệu ạ. Bạn này tên là hầu thủ. Hầu thủ này thì nó là một loại nấm dược liệu khá khó trồng, nó rất là khó trồng. Và cái giá thành của bạn này cũng sẽ rất là mắc. Như ở bên Hàn Quốc có một nhà hàng chuyên về nấm. Trong cái thực đơn của người ta có cái món hầu thủ này. Nhưng mà thường nếu như mà mình gọi món hầu thủ này thì người ta sẽ không có chế biến gì đâu. Thường là người ta sẽ set up ra một cái quả thể nấm tươi như này, kèm thêm một chén mật ong nhỏ nữa thôi. Thì mình cắt lát mỏng ra và mình chấm mật ong mình ăn sống luôn ấy. Thì người ta sẽ bán cho mình với giá là 100 đô cho một cục như này, là hơn 2 triệu một cục như này. Bạn này thành phần dược liệu của nó rất là tốt cho những người mà bị bệnh về dạ dày và bao tử. Thường khi mà ăn cái này thì trong này nó có một cái chất nó có thể chiết ra và nó tráng cái thành dạ dày của mình cực kỳ tốt. Những cái vết như là viêm hay là lết thì nó tráng cực kỳ nhanh luôn. Gọi là tên là gì?